Xin chào các em, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi ở trong bài 11, trang 38 trong sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2. Hỏi chấm 2, hãy vận dụng tính chất cơ bản của phép nhân để tính giá trị của các biểu thức sau. A. 7 phần 11 nhân âm 3 phần 41 nhân 11 phần 7. B. Âm 5 phần 9 nhân 13 phần 28 trừ cho 13 phần 28 nhân cho 4 phần 9. Vậy, để giải được bài này, chúng ta sẽ áp dụng tính chất cơ bản của phép nhân để tính giá trị của các biểu thức. Đầu tiên, ở ý A thì các em có thể thấy rằng 7 phần 11 của chúng ta nhân với 11 phần 7 thì chúng ta sẽ rút gọn được dễ dàng hơn. Vậy chúng ta sẽ thực hiện như sau: A bằng 7 phần 11 nhân, chúng ta sẽ đổi vị trí 11 phần 7 lên. Vì đây là tính chất giao hoán của phép nhân cho nên chúng ta sẽ đổi được là 11 phần 7 nhân với âm 3 phần 41. Vậy chúng ta sẽ rút gọn 7 phần 11 nhân với 11 phần 7 thì chúng ta sẽ bằng 1 nhân với âm 3 phần 41. Vậy A sẽ bằng âm 3 phần 41. Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu B. Câu B chúng ta sẽ áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. B sẽ bằng, vì ở đây có chung là 13 phần 28, cho nên cô sẽ rút 13 phần 28 ra ngoài. Nhân với mở ngoặc, 13 phần 28 rút ra thì còn âm 5 phần 9. Trừ cho, ở đây còn 4 phần 9. Vậy chúng ta sẽ thực hiện trong ngoặc, B sẽ bằng 13 phần 28. Âm 5 phần 9 trừ cho âm 4 phần 9 thì ở đây cùng mẫu số cho nên chúng ta sẽ thực hiện âm 5 trừ cho 4 thì sẽ bằng âm 9 phần 9. Âm 9 phần 9 của chúng ta là bằng âm 1, sẽ bằng 13 phần 28 nhân với âm 1. Vậy B sẽ bằng âm 13 phần 28. Như vậy cô vừa dẫn các em giải xong hỏi chấm 2 ở trong sách giáo khoa.